mọi người, hè đã đến rồi, chắc hẳn ai cũng đã chuẩn bị cho mình kế hoạch cho kỳ nghỉ hè này rồi phải không nào? Hôm nay mình sẽ mang đến cho mọi người một khu nghỉ dưỡng, một cái trải nghiệm vô cùng tuyệt vời tại đây, để mọi người được biết thêm vẻ đẹp của Việt Nam cũng như là chọn được cho mình một nơi để du lịch trong kỳ nghỉ hè này nha. Ok, bắt đầu thôi. Chắc nãy giờ xem, quý vị khán giả đã thấy được sự đa dạng phong phú về thiết kế cũng như là sự sang trọng về mặt trải nghiệm ở resort này rồi phải không nào? Nhưng đó chỉ mới là phần vĩ mô thôi, bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết. Mình sẽ nói cho quý vị khán giả nghe nhiều hơn về resort này. Trước hết thì khu resort này có tên là Best Western Premier Phú Quốc, hay còn gọi là Sonasi Phú Quốc nữa. Mọi người xuống sân bay đã có xe của khách sạn đứng chờ ở đó, và mọi người chỉ cần lên xe trở về khách sạn thôi. Theo mình biết thì khách sạn này cách cái sân bay của mình khoảng 8 cây số, nên việc di chuyển cũng rất là thuận tiện luôn. Nó được nằm trong một cái khu tách biệt với lại thị trấn, những cái khu ồn ào của Phú Quốc, nên không khí ở đây cực kỳ trong lành. Chưa hết đâu nha, sau một thời gian mình ở đây, mình cảm giác như nó rất là yên tĩnh, nó đem lại cho mình sự thoải mái, sự thư giãn, chứ không có bị mà quá là ồn ào khiến mình khó chịu đâu. Còn nhiều cái đặc biệt hơn nữa là mọi người có thể chụp hình ở bất kỳ khu vực nào trong resort này, chỗ nào cũng đẹp hết á. Nhưng mà mình thích nhất là vị trí hồ bơi. Ở đây cực kỳ nhiều hồ bơi luôn. Nó tạo thành một cái hình dáng nhìn rất là phong phú, rất là độc đáo, nên khi chụp hình á, mọi người chỉ cần canh góc đẹp là tấm hình mình sẽ đẹp thôi. Còn cảnh thì khỏi phải bàn rồi. Cái thiết kế của cái tòa nhà bên này cũng rất là đẹp nha. Nó theo hình chữ V, ở mặt trước và mặt sau đều như vậy, nên bật cam góc rộng lên làm một tấm hình thì sẽ rất là tuyệt vời luôn.
trên nó kiểu nó đã sao á, mình cũng không biết nói sao nữa, nhưng mà rất là chill. Và cái này là cảnh biển lúc hoàng hôn nè, cực kỳ đã luôn. Bây giờ thì trời đã tối dần rồi, mình sẽ chỉ chơi thêm một chút nữa thôi rồi mình lên bờ và nghỉ ngơi. Các bạn nhớ đăng ký kênh nếu thấy video này hay nha.